anh chị đang tìm mua cho mình một cái dòng cân điện tử xe nâng thì đây chính là dòng cân điện tử xe nâng T7A 500kg 1 tấn, 2 tấn mà anh chị đang cần. Vì sao chúng ta lại dùng cân xe nâng? Trong sản xuất công nghiệp, chúng ta cần cân những cái kiện hàng hóa như thế này và thông thường thì nó rất nặng và đặt trên ba lát gỗ hoặc ba lát nhựa. Chúng ta cũng chưa có một cái cân điện tử nào cả. Chúng ta cũng chưa có xe nâng điện để chúng ta đưa hàng hóa lên sàn cân điện tử như thế này. Và chúng ta hàng hóa chúng ta đặt trong một nhà xưởng rất là rộng và chúng ta cần có một cái cân có thể di chuyển được từ vị trí này sang vị trí khác trong nhà xưởng. Thì cái cân xe nâng là một sự lựa chọn hợp lý trong hoàn cảnh này. Và đây chính là dòng cân điện tử xe nâng T7A. Chúng ta sẽ nhìn tổng quan hơn về dòng cân điện tử xe nâng T7A này. Thoạt nhìn thì chúng ta sẽ thấy nó giống gần giống như là mẫu xe nâng tay. Tuy nhiên nó có một cái đồng hồ hiển thị số bên trên để chúng ta nhìn thấy trọng lượng của hàng hóa. Dĩ nhiên thì cái cân này có thể di chuyển khắp nhà xưởng bằng bánh xe như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ quan tâm tới cái cách mà chúng ta sử dụng xe nâng như thế nào, cách mà chúng ta cân hàng hóa nó như thế nào. Rồi đây, đặt vấn đề là chúng ta cân cái sàn sắt này. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ không muốn tính cái trọng lượng của ba lát gỗ, nghĩa là mình cần cân trừ bì cái trọng lượng ba lát gỗ đi. Thì cái thao tác như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta đưa cần xe nâng vào ba lát gỗ và chúng ta cân cái ba lát gỗ này trước. Mục đích là làm gì? Để chúng ta tính trọng lượng trừ bì. Đó, chúng ta sẽ bấm zero để cân nó trừ bì cái trọng lượng ba lát gỗ này đi. Đặt vấn đề là chúng ta đang tính cần cân trừ bì cái trọng lượng ba lát gỗ nha. Nhưng nếu như mà một số hoàn cảnh nào đó mà anh chị biết được trọng lượng trừ bì của ba lát gỗ, hoặc là chúng ta cân luôn cả trọng lượng sàn sắt lẫn trọng lượng bao bì thì chúng ta trừ bì sau. Anh chị thấy ha, cân nó nhớ được âm 17kg là trọng lượng trừ bì của ba lát gỗ. Bây giờ thì hàng hóa đã đặt trên một ba lát rồi, chúng ta tiến hành cân thôi. Khi anh chị nâng càng nâng mà cân nó hiện trọng lượng như thế này thì anh chị thấy cái trọng lượng mà trên hiển thị trên đầu cân bây giờ nó chính là cái trọng lượng nét của hàng hóa, cái sàn sắt này thôi. Nó không còn tính cái trọng lượng ba lát gỗ nữa, tại vì hồi nãy mình đã cân trừ bì 17kg rồi. Anh chị thấy ha, khi mà mình cân á thì cái ba lát gỗ nó được nâng lên hỏng so với mặt đất. Rồi mình cân xong là mình sẽ hạ cái hàng hóa này xuống và chúng ta rút cái xe nâng này, chúng ta đã cân dùm ba lát khác. Cái thao tác cân xe nâng nó đơn giản và anh chị ạ. Và cái trọng lượng ở trên màn hình này chính là trọng lượng của hàng hóa, chính là trọng lượng nét của hàng hóa thôi. Cân này một có đặc điểm hay là khi nào cân xong thì nó sẽ ngủ đông, nó hạ màn hình xuống, nó có một cái đốm đỏ trên màn hình thôi. Mục đích là để tiết kiệm pin. Rồi, anh chị sẽ thấy cái thao tác mà chúng ta hạ càng nâng xuống. Hạ nhẹ nhàng. Và cân nó sẽ trở về giá trị âm 17kg vừa rồi, đó chính là trọng lượng của trừ bì của cái pallet gỗ. Và chúng ta rút càng nâng ra thôi. Và chúng ta sau đó chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển để cân những kiện hàng công nghiệp khác. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến thông số kỹ thuật của cái cân xe nâng T7A này. Với mức cân tối đa là từ 500kg, 1 tấn hoặc là 2 tấn, anh chị sẽ có nhiều cái mức lựa chọn khác nhau tùy theo cái độ chính xác mà anh chị cần. Chúng ta sẽ có một cái đầu cân hiển thị với màn hình LED đỏ to rõ. Cái thước phủ bì của càng nâng là 70cm. Cái thông số này quan trọng để anh chị lựa chọn một cái pallet hợp lý. Và cái càng nâng chúng ta nâng nó tối đa nó tầm khoảng chừng là 21cm anh chị nha, để dễ dàng di chuyển. Và đây chính là cái thông tin quan trọng hơn cả nè. Anh chị sẽ lựa chọn một cái pallet nào đó hợp lý. Khi mà chúng ta hạ cái càng nâng thấp nhất có thể thì nó cao khoảng chừng 9cm, cho nên mình sẽ lựa chọn cái pallet nào đó có chiều cao lọt lòng phải là 10cm trở lên để chúng ta thuận lợi hơn trong quá trình cân. Và một thông số nữa đó là cái chiều ngang từ cái càng nâng này qua càng nâng khác là 36cm, cho nên chúng ta sẽ lựa chọn những cái pallet nào đó mà có cái hai thanh dọc ở giữa đó nó phải hẹp hơn 35cm, hoặc là chúng ta sẽ lựa một cái pallet nào đó nó có chỉ một cái thanh dọc ở giữa thôi thì chúng ta thuận lợi hơn trong vấn đề cân hàng hóa. Và anh chị đã xem xong về cái dòng cân xe nâng T7A.
Và để tìm mua cái dòng cân điện tử xe nâng TBE này ở đâu thì anh chị có thể truy cập đến những cái website uy tín như là cân gia phát.com hoặc là cân điện tử gia phát.com. thì trên hai website này luôn có những cái chuyên mục lớn về cân điện tử xe nâng. Anh chị sẽ thấy nhiều hơn những cái dòng cân xe nâng từ TBE, A12, D28SS, và anh chị sẽ có một cái so sánh giữa cái dòng cân này, dòng cân kia để mình chọn cho mình một cái dòng cân xe nâng hợp lý nhất. Nếu anh chị đang xem video clip này trên YouTube thì anh chị có thể nhấn vào nút đăng ký hoặc là nút subscribe bên dưới video clip này để nhận được nhiều hơn video clip về hướng dẫn sử dụng cân điện tử. Hoặc là anh chị có thể để lại nhiều cái lời comment hoặc là nhiều cái lời nhận xét bên dưới video clip luôn về hướng, về giá cả, về chính sách bảo hành như thế nào đó. Kênh Gia Phát sẽ lắng nghe mọi nội dung và phản hồi nhanh nhất có thể. Hoặc là nhanh hơn cả thì anh chị cứ bóc điện thoại lên và gọi ngay đến số điện thoại 0909 899 833 hoặc là 0909 859 833 này, thì cân điện tử Gia Phát sẽ lắng nghe một cuộc gọi và phản hồi nhanh nhất có thể về giá bán, về chính sách bảo hành, về hỗ trợ kỹ thuật, tất tần tật những vấn đề liên quan đến cái dòng cân điện tử xe nâng này. Một thông điệp nữa là vì sao ở những video clip này thì cân điện tử Gia Phát lại không để giá lên. Thật ra thì giá nó sẽ tốt dần theo thời gian, nghĩa là đến thời điểm mà hiện tại cân Gia Phát up video clip lên YouTube thì giá có thể là giá A, nhưng về sau này 1 năm, 2 năm sau thì giá có thể tốt hơn nữa. Cho nên là ở một thời điểm nhất định thì sẽ có một cái giá tốt nhất có thể. Cho nên là anh chị cần biết giá bán của dòng cân xe nâng này, anh chị cứ gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình. Cân Gia Phát sẽ giao cân, báo giá và giao cân nhanh nhất có thể đó anh chị ạ. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem trọn video này, và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.